vấn đề ý là em là cũng không phải là binh vực ven hay là về máy tính dị đoan hay gì em không có, nhưng mà em đã từng giống như là cũng có một người bạn cũng từng giống như ven như vậy đó, và hiện tại bây giờ người đó cũng có gia đình và cũng sống cuộc sống rất là thoải mái, nói chung là mừng. Ven là người bạn còn khổ hơn ven nhiều nữa luôn, sống trong một cái chòi lá rách nát luôn á, giống như một cái người hành căn á, là người ta phải có một người theo để mà lo lắng hộ vệ để cho một cái người đó người ta mới có thể là an tâm với là tu tập hả này kia. Bây giờ anh nghĩ thì giống như giờ chùa chiền cũng vậy, như những sư thầy hay sư cô họ cũng đâu có đi làm việc để mà có thể mà kiếm tiền, mình cũng phải có người lo như như là Phật tử cúng dường hay này kia thì những người đó người ta mới có thể tu tập được, chứ đâu có thầy chùa hay là gì ra làm việc để kiếm tiền để mà sống đâu, anh nghĩ gì đúng không? Thì em thấy lên mạng thì có nhiều người giống như em cũng mới nghe cái người nói anh binh vật kỳ vực kỳ chửi anh này kia rồi đó, em nghe thì em cũng bức xúc sự như mình không phải là bên ai, nhưng mà em cũng cảm ơn anh nhiều, như là vì có những người người ta hiểu biết cái vấn đề này thì người ta sẽ tin tưởng, còn có những người ta không hiểu biết thì người ta không có tin tưởng. Nhưng mà em thì mình đã trải qua, giống như mình đã chứng kiến, chứ thậm chí bây giờ những người bạn của em này cũng có những người cũng là sát rồi dựa người ta dẫn lên mà người ta vẫn sống, người ta vẫn có gia đình bình thường, chứ nó cũng không có cái gì gọi là chừng nào mình khi mà mình xuất gia mà mình đi tu mình đã có một cái tên gì đó rồi, giống như thầy đã đặt cái tên rồi thì cái đó là không có cha mẹ anh chị mà cũng không có được nhìn nhận gia đình, là cái đó mới thật sự là đi tu. Còn cái này là giống như là một cái người phàm bình thường, giống như ở trên người ta cảm thấy cái người này là giống như là xứng đáng để người ta có thể là truyền đạt lại cho người này, để truyền đạt cho những người khác nghe, chứ không phải là gì Phật pháp gì. Em là nói chung là em theo dõi kênh anh, em cũng thấy mỗi lần mà em chưa có đăng ký, em thật sự em nói là em chưa đăng ký kênh anh, nhưng mà khi mà anh đăng một cái gì là em đều coi hết, từ cái gì tới gì em đều theo dõi hết. Thì em thấy em cũng mới vừa xem, anh mới vừa đăng một giờ trước nè, là có cô đó cũng nói về ven, nói chung là nhìn ven á, lúc á em nói á, lúc khi mà cái kênh Cảnh Tê mới đăng á thì em coi lần được em coi đầu đầu tiên là em thấy ven xuất hiện á, nhìn đen đuốc gì khổ sở này kia, mà lúc đó em thấy rồi tại sao lúc đó mà không ai đến giúp đỡ hay như thế nào hay là tranh luận hay gì, sao lúc đó không ai nói vấn đề ven giả tạo hay là thật hay giả, hay lúc đó sao không ai nói. Rồi bây giờ khi mà người ta vậy rồi thì súng nhau là lên án người ta này kia giả tạo, nói chung là mọi thứ hết, thì em thấy nhiều lúc cũng không có cái sự công bằng cho người ta, dù bây giờ mình đừng bây giờ mình suy nghĩ người ta hành căn hay là người ta như thế nào hết, cái quá khứ ai cũng phải đều trải qua hết Đúng rồi, đúng không anh. đúng rồi. Phật cũng vậy, khi mà Phật á giống như Phật á thì có người giống như là Phật cũng vậy, có người thì người ta sẽ tu tập từ nhỏ, khi lớn lên người ta đã tu tập là đã ăn chay cho tới lớn, thì khi lớn lên người ta tu người ta thành Phật, và có những người người ta sẽ trải qua giống như kiểu như là những cái khổ hạnh hay những cái bất hạnh gì đó trong cuộc sống thì người ta mới tu tâm dưỡng tánh, người ta mới từ từ người ta mới thay đổi và thành Phật được, chứ không phải là ai. Có nhiều người em thấy những cái người bình luận em về đó giờ em đọc em nghe chứ chưa bao giờ mà em bình luận một cái gì hết, nhưng mà em đọc trong những cái người ta bình luận đó, em cũng bức xúc lắm. Nhiều người nói là lựa giống như Phật xuống là phải lựa một cái người không có gia đình hả này kia, chứ ai mà đi lựa cái người hai ba chồng hay là mấy con để mà chọn người đó để mà thuyết pháp hả này kia, không phải. Tại vì nhiều người nói chung là một cái sự hiểu biết người ta không có, người ta không có nên người ta cứ nghĩ là vậy, cho nên người ta không có hiểu được điều đó. Thì nói chung là dù ai nói gì đi chăng nữa thì nói chung là một em nói như ví dụ 10 100 người đi thì 80 người hiểu biết, còn 20 người không hiểu biết thì dĩ nhiên người ta sẽ có những cái lời nói nó mình nghe nhiều khi mình cũng không có được hay lắm. Thì em nói chung là em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng không phải là bênh vực bên hay gì hết, nhưng mà cái gì cũng vậy, mình hiểu biết thì mình sẽ cho cái đó là đúng đúng không, còn người không hiểu biết thì chỉ cho cái đó là sai trái.
Mà ở đây không phải là ai u mê, nhiều người cứ bình luận nói à, tại vì u mê, mê tính gì đâu. Đâu có gì đâu mà u mê, đúng không anh? Dạ. Yeah. Mình có nhận thức và mình biết được cái điều đó như thế nào. Em nói anh á, lúc người bạn của em á nha, thậm chí ăn cơm mà không có gì ăn luôn á. Yeah. Không có gì ăn luôn á. Rồi ở trong một cái chòi, anh em cũng không lo, mẹ cha cũng không lo được. Thì dĩ nhiên người ta sẽ sắp xếp cho người đó, tại sẽ có một cái người đàn ông đến để mà có thể lo lắng cho người này. Trong khi đó mỗi lần hành căng anh không biết đâu, xỉu lên xỉu xuống, đi làm đâu có được đâu. Đi làm mà cứ xỉu hoài luôn, xỉu rồi không có làm được, rồi đâu có làm việc được. Chỉ chang giống như bây giờ mấy thầy tu không chùa cũng vậy vậy, thì cũng chỉ là ngồi thiền tu tập này kia. Giờ không lẽ bây giờ những người đó đi làm việc, giờ ai sẽ là người, những người người đó giờ ai sẽ ngồi đó là để mà đọc thiền hay là ngồi thiền đọc kinh hay là này kia, anh nghĩ đúng không? Lúc nào cũng được như vậy hết đấy. Bởi vì em nói chung là em cũng không, em mới có ba mấy tuổi thôi, cái đường đời em á, em nói em cũng không có hiểu biết gì nhiều, nhưng mà em rất tin gì về tâm linh. Và em á, điện thì luôn luôn em niệm Phật mà, cho nên em biết á, những cái gì em nhìn vô ánh mắt của Ven là em biết được Ven giả là nguyên thật, em biết được cái điều đó. Cho nên em tin tưởng cái vấn đề này, thì anh cứ kệ ai nói gì nói, anh đừng có quan tâm gì hết. Chị nếu mà chị mà người thường á, người chẳng bất Phật á, chị làm bất chước giống như giả như chị Ven được không? Không, không bao giờ được. Mà em nói thiệt với anh nha, bây giờ nếu mà nói á, em cũng không có rảnh đâu mà để em đi làm điều đó. Yeah. Em nói thật sự, em cũng không có rảnh đâu mà em đi giả bộ để mà em đi ra ngoài đường, em ngồi đó về em bán giấy số để mà em lấy. Mà trong khi đó bán á, Ven bán chỉ có bao nhiêu tờ? Chỉ có 70 tờ, anh nghĩ 70 tờ được nhiêu tiền? Yeah. Để đủ làm cái gì không? Và trong khi đó những người người ta coi, người ta không có hiểu là tại sao Ven đã hành căn một năm mấy khi sanh đứa bé ra. Thì trong một năm mấy đó ai là người lo cho Ven? Chứ cái thằng chồng nó đâu? Thằng chồng nó trong lúc đó, thằng chồng nó đâu? Mà em nói thiệt nha, cuộc sống của em cũng không có tới nỗi mà em phải đi cần tiền tới nó kiểu một năm mấy đó. Tại sao nếu mà nó giả tạo thì một năm mấy nó phải kiếm tiền từ mạnh thường quân hay gì giúp đỡ đâu, mà nó cực khổ tới mà khi cảnh tê quay rồi mọi người mới biết rồi mới xúm lại quay, đúng không anh nghĩ đúng không? Trong một năm mấy người ta khổ hạnh, người ta đi, nhiều người em thấy giống như bữa hổm cái gì nói đi như qua cái kênh nào em không biết nữa, mà nói đi giống như Ven á, là ai mà đi không được, nói vậy á. Yeah. Đừng bao giờ nói như vậy. Mà mình nói ra thì người ta cứ nói mình là u mê hay là mê tín gì đâu. Tại người ta không có hiểu biết. Chứ không phải gì bây giờ á, em nói anh á, mình sống chung với cái thế giới cái tâm linh là nó song song với nhau luôn á. Yeah. Không phải là một chuyện đơn giản thôi, nó song song với nhau luôn. Cho nên cái gì cũng vậy, mình tin là cái gì cũng có hết á. Nhưng mà em nói anh biết, em có thể nhìn được cái người đó xấu hay tốt như thế nào. Cho nên á, em nhìn vô cặp mắt Ven á, là em biết Ven là người như thế nào. Yeah. Mà khi từ khi mà trường á, Ven á, trường lo lắng cho Ven là thấy á, Ven nhìn thấy càng ngày mặt càng sáng. Cái mặt của Ven á, rất là sáng luôn á. Bữa hôm em bình luận một lần bên cái kênh của không, em không nhớ là kênh của ai, mà em bình luận là em nói nhìn mặt Ven á, sáng càng ngày càng sáng. Cái có một bạn á, nhắn tin á, nói lại trả lời lại là hả, thì nhờ mạnh tiền của thường quân á, cho xài kem mỹ phẩm rồi cho nên mới sáng, nói vậy. Thật sự Ven giờ sáng và trắng lên hơn ngày xưa nhiều. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Khi mà mình có một cái người nào lo lắng cho mình rồi thì nó sẽ bớt đi, với lại cái tình cảm giống như giờ trường đến bù đắp cái tình cảm lại cho Ven, giống như những cái mất mát. Thật sự khi mà cái duyên nợ của mình á, nó không có dừng lại chỗ nào thì mình sẽ bước trước một người và phải lại bước người thứ hai. Yeah. Mà những người đó có ai mà có lo lắng được cho Ven được cái gì không? Nếu mà người ta đã lo lắng cho Ven thì Ven nó không có khổ tới bây giờ. Yeah. Không có khổ tới mức mà bây giờ mà để mà vậy. Rồi bây giờ gặp trường rồi, cuộc sống á, như kiểu như nói về thoải mái thì mình không thoải mái, mà nói thật á. Nhưng mà bây giờ nhìn Ven á, anh nhìn vô là anh thấy trong Ven là nó có cái hào quang liền. Nó sáng dữ lắm luôn. Nó sáng, cái gương mặt nó sáng rực luôn á. Dạ. Yeah. Nhiều người cứ cho mình tu hành lâu năm, nhưng mà nói thiệt như em đây nè, em tin, em thật, em không có nói ai, nhưng mà em thấy nhiều người tu hành, nếu mà thật sự á, là người tu hành thì cho dù bây giờ người đó xấu tốt hay giả thật gì, mình cũng không có lên mạng để mà mình phê phán người khác.
cái đó là cái tội sân si rồi. Còn ví dụ như muốn sân si người khác, ví dụ như em đây nè, em là một người thường đây nè, em không hài lòng hay gì thì em lên mạng em nói. Còn một khi mình đã tu tập, mình mang tiếng đó, mình lên mạng mình tu, mình nói mình tu tập 20 năm 30 năm gì đó, ủa mà sao cái đức hạnh mình không có, mà tự nhiên mình đi lên trên mạng rồi mình đi sân si một người khác để làm gì. Nói em nói khi á Phật tổ nói cái câu gì, bớt nghe bớt thấy bớt nhìn, thì dĩ nhiên mình phải nên suy nghĩ là những cái điều đó. Mà tại sao mà nghe kinh, nghe đọc, nghe giảng, biết này biết kia, mà tại sao đi lên sân si người ta mà lên mạng và nói này nói nọ đủ thứ. Trời ơi, em nói thiệt không á, hồi đó tới giờ em đọc, em coi mạng, em coi đủ thứ, em coi bên từ thiện, với em coi bên tâm linh có này kia không, em chưa bao giờ bình luận một cái gì hết trơn. Mà từ lúc em coi Ven đó nha, là bên Cảnh Tê, là em coi Ven xong tới bây giờ là em theo dõi bên anh nè, Trường, là em mới bình luận. Em thấy có nhiều bạn nói những câu quá đáng là em mới bình luận vô thôi, chứ từ đó giờ em chưa bao giờ bình luận hay nói một cái gì hết trơn. Tại vì chị biết sao không? Em á, làm là theo cái tâm của em và cái suy nghĩ của em, mà nhiều người nói em là đi sai đường, là u mê, rồi nói chung rất là nhiều gọi điện với dọa, thăm dọa em và gia đình em đều lơ hết trơn. Thì người ta không có hiểu biết á, thì người ta cứ nói á, là mình đang u mê, rồi nữa sau này á Ven á cho sáng mắt ra, thật giả từ từ thì sẽ hiểu à. Cái gì cũng vậy trơn á, cho nên nó vậy, mà nhiều người cũng vậy, lên đe dọa gì. Một khi á, mình lên, bây giờ mình không phải là binh vực ai, thì em làm cái YouTube của mình thì cái chủ đề của mình đưa ra cái đó như thế đó, chứ không phải là mình phải như cái nản lễ bây giờ sao mình nói như thế nào. Mình đừng có nói là binh vực rồi đe dọa gia đình mình ha này kia. Trời ơi, nói thật nha, chị sống vậy ngay thẳng có sao nói vậy à. Chứ không có giờ mà phải sợ ha cái gì ai hết trơn. Hồi hôm qua nghe là cái người đó nói chuyện mày tao là thấy không thấy là con người là biết như thế nào ấy. Anh chị nói thiệt nghe mà đúng giang hồ người ta là không có ăn nói kiểu đó đâu. Giang hồ là cho dây giang hồ, còn giang hồ kiểu đó cũng không có đúng đâu. Chứ hâm he ta gì, một khi mình dám hâm he, mình hâm he thì mình ra mặt đi. Mình ra cái mặt luôn. Điện ra mặt luôn để nói chuyện, rồi mình xin tên địa chỉ mình ở đâu á và hâm he. Còn một cái người còn nói gì đòi chia nửa tài sản gì đó. Cái bà đó còn lạ lùng nữa, chị nghe là nói anh Vũ bây giờ anh kêu là bây giờ gặp cái chị Lê Gia đó, xong rồi hai người đi về Trà Vinh luôn, đúng không? Đi về dưới luôn, mà bà không bà nói bà bận này bà kia, bà ngại bà không dám đi. Ủa tại sao bà ngại bà bận bà không dám đi mà bà dám lên mạng bà nói như vậy? Giờ điểm màu gì màu gì. Bả hay quá, bả tu tập hay quá, bả biết điểm màu gì hết á. Nói thật ra nha, trên trời dưới đất hạ ở dưới nữa cũng vậy, nó cũng có tầng lớp và nó cũng có nhiều cái để cho mình để như mình tìm hiểu thêm, chứ không phải là vậy đâu. Giống như ví dụ bây giờ như mình là người bình thường đi, thì sẽ có những người ta làm cao hơn mình, ví dụ mình làm công an, bác sĩ hay là như thế nào, thì Phật cũng vậy. Phật nó cũng có tầng lớp chứ không phải là ngang hàng với nhau. Em nghĩ thì Phật trăm biết bao nhiêu vị Phật thì Phật tổ là đứng cao hết, đúng không? Thì dĩ nhiên Phật tổ cao nhất, thì trong đó nó biết bao nhiêu Phật, thì Ven nó là những một cái gì đó của trong những vị Phật đó, và nó sẽ điển về những người đó để mà thiết giác y chang, giống như là em biết cái về cái Phật giáo Hoàn Hảo, đúng không? Dạ biết sơ sơ vậy. Đúng rồi, về Phật giáo Hoàn Hảo đó, Đức Quỳnh giáo chủ cũng là một người trên trời thiên cơ đưa xuống để mà thuyết pháp, để là dạy dân cho mình biết được sống như thế nào và tu hành như thế nào đó. Y chang bây giờ Ven nó cũng vậy thôi, Ven nó cũng giống như vậy đó, chứ nó không phải là Phật pháp hay là một cái gì đó, nó chỉ là một người hành căn mà ở trên người ta chọn nó để mà xuống thuyết pháp, để nói cho mình nghe những câu nói đơn giản, không cần phải nói nhiều, chỉ cần đơn giản thôi. Có nhiều người cứ nói sao có mấy câu nó hoài ai nói không được đó, nói vậy á. Cái chị hôm qua cũng nói đó, thiên lô cái gì thiên cơ bất khả lộ, nhưng mà giờ hồi sáng nhắn tin cho em quá trời luôn. Vậy hả? Dạ. Bởi vì nhiều người nói ngộ thiên cơ bất khả lộ. Dạ. Chị nói em biết nha, chị đây nè, cái người mà chị nói á nha, là hả hiện tại bây giờ vẫn còn thờ cái người đó, một vị Phật là trong chùa, là rất là lớn trong chùa luôn. Dạ. Nhưng mà người ta lúc mà thiên cơ bệnh dịch như thế nào mà người ta còn biết luôn á, bệnh dịch nó sẽ xảy ra như thế nào luôn á. Dạ. Nói thật luôn á. Bão thì người ta còn biết là lúc nào bão, năm nay là bao nhiêu lần người ta biết luôn á. Yeah.
tại vì những người đó người ta sống giống như kiểu như người ta sống theo khoa học, người ta không có sống theo cái kiểu tâm linh. Nhưng mà bây giờ là khoa học hay là tâm linh thì cũng vậy, con người mình là sống là nó đi song song hết trơn á. Mình phải biết những cái điều đó. Còn đối với mình đó nha, chuyện ví dụ thật giả đối với mình, mình nhìn vô cái ánh mắt người đó mình biết giả hay là thật, mà mình biết liền à. Ánh mắt người đó đã thể hiện hết cái sự thật hay là giả đó. Không có gì hết á. Ủa là anh cũng ở ở thành phố luôn hả? Dạ. À. Em cũng ở, em ở dưới